Ấy, ui à, con gì, con gì nhỉ? Ui, nó sợ, anh nhìn thấy không? Kìa kìa. Rồi. Anh nhìn anh rộng 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 tay à. Rộng tay méo ở đây nè. Ê. Ui. Chém to. Chém to, chém to, chém to. Ui. Đấy. Đây là làm ở đây này. Ê. Ê, đây, chép, còn chép. Còn con nữa. Còn con nữa. Tóm mấy con này. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo anh em mình nhá. Anh em mình hôm nay mấy hôm trời mưa to, anh em mình nhẹ đi săn cá ấy mọi người ạ. Ngập hết cái khu này rồi. Ấy, còn xì xì lên luôn. Chỗ này hơi khó di chuyển tí mọi người ạ. Nhưng mà khu này là ít người tới. Này đó nhiều ấy quá. Có nhiều cái cây chặn nên anh em mình phải luồn lách một tí. Không sao được con hàng to mà. Luồn lách khó trơn. Nó trắng mà. Ấy ui, sộp nhau này. Đây đây. Đúng quá. Đây có con sộp nhau ở đâu đây? Xe anh nhanh nhất lên em mà. Ui. Ui, được con sộp to mọi người. Tóm nó con sộp à. Ui trơn thế nhỉ. Đây mọi người. Đây. Ừ, sướng chưa? U. Sướng nồng. Đấy. Tôi sốc được con đầu tiên rồi. Ngon không? Ui, ui cẩn thận, sâu đấy. Ủa hố. Đừng có chịu lắm. Cái chịu nước cháy cả đời. Quá nhiều ruộng rồi, nên cái động này, gì này. Ấy, ấy. Ấy. Người đang lên vùng. Vùng nhỏ. Có sâu sóc cũng vui rồi mọi người. Sọc cũng ngon, sọc to ấy mọi người. Ấy. Ôi, còn gì quẫy ở giữa mương kìa anh à. Ấy giờ thành trắng kìa. Đi khó chịu quá. Ấy. 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 Con gì to? Sộp, sộp to. Sộp to á? Ừ, sộp to. Anh đại ra xuống mò, sộp to. Sộp to. To. Cầm cá này em xuống mò. Sộp to mà. To. Cầm cá này em xuống mò. Chắc còn. Đừng người rung nhá. Cầm đừng người rung nắng tay. Ủa sầu lắm mọi người. Mở đuôi vào trong kia. Qua hàng cây đấy. Ui, sờ thì nó mà nó nắng quá rồi. To không? Chưa chạm được vàng, chạm được vàng đây. To không? Nó to mà. Đấy, sầu đấy mọi người. Phê chưa? Nước hơi to nên không hớt được, phải mò mọi người. Hơi vất vả tí. Hai con rồi mọi người. Đánh thẳng vào đây luôn mọi người. Có đi cá to là sướng ấy. Được cái này mất được kia mọi người. Có khi lội được ở rìa đấy nhỉ. Đấy. Ui, được kia. Tôi với em nội lông. Đấy, còn gì cả thằng. Còn gì? Ủa, còn gì cuộn. Còn gì cuộn này mọi người.
Có khi đi bên kia ngon. Bên kia cũng khó đi lắm. Bên kia dốc. Ấy, ui, ui, con gì nhỉ? Ui, nó sợ, anh nhìn thấy không? Có. Con gì nhỉ? Nó không vớt được mọi người. Nó vớt lại không chạy này. Anh nhìn kỹ cho anh nhỉ? Dồn cá vào đây đấy. Ở nước sâu. Ủa, nó xúc vào đây luôn kìa. Kìa. Rồi. Anh rộng tay à. Rộng tay ném vào đây nè. Ê. Ui, chép to. Ui. Chép to. Sướng chưa mọi người? Ui trời, anh tóm luôn, bất cậy tóm luôn. Ấy. Chép cũ luôn mọi người. Ui giời, con hàng to chưa mọi người? Ui phê chưa? Ui nó vượt quá đấy. Sướng gì? Khủng dây. Sướng thật mọi người ạ. Tỏ dã man luôn, sướng. Ở đây là mình vứt về theo phải làm phòng đuối đấy mọi người. Ấy, con gì? Sophie, con lươn. Tỏ sướng. Chép, ơi, dây chép. Con này không có dây chép ngon quá, anh mình đi vào leo được luôn này. Ấy, con gì quá ít? Nó không gì. Đi vào đây. Đẹp cao mình cơ. Tắm bóp rồi kìa. Ấy. Cứ bình tĩnh nha. Ấy, con gì đây? Con gì ạ? Con gì nó quặn đây? Ủa to anh ạ. Con làm rồi anh ạ. Làm hả? Phải cái dọc tay nhá. Đây, có rồi. Làm rồi. Anh cầm cáp đi em xuống một. Rồi. Cầm cáp anh. Cầm cáp. Rồi làm một khóc kìa. Được rồi, xuống anh nhá. Thấy chưa? Đây thấy. Là gì đấy? Không thấy. Chạy rồi. Con gì nó quá to thế. Ê. Đâu? Ở trong này đây. Trong đấy. Thế lại cầm cáp. Ui, chưa nhìn thấy con gì mọi người. Không thấy. Không có. Ô. Không có ní nhỉ. Đấy anh đua rộng tay kia. Đấy con cống nó phụ cho cống. Con cống cũng sang kia rồi. Ôi. Đấy. Đây là làm ở đây này. Ê. Đây. Chép. Còn con nữa. Còn nữa. Tóm luôn. Tóm luôn anh ơi. Ui chép to à. Ui giời. Còn nữa. Được, con chép to à mọi người. Còn nữa nó quấn đây. Đâu nhỉ? Ê, con đây. Mấy con nghiền mọi người. Ui. Chép to mọi người. Anh cho vào lán đi. Anh chờ bình tĩnh cho vào lán á. Cho vào lán đi không? Để em quay. Nhìn cá hàm quá. Đây anh vành cái lán ra đây em nhặt. Anh vành cái lán ra đây em nhặt. Ủa, anh chưa cho à? Ok. Vành lán ra. Bí được 2 con to mọi người. Ui, 4-3 con chép to mọi người. Về chưa? Anh tiếp đi. Ấy, sộp. Sộp bé mọi người. Vâng. Ấy. Con gì nhỉ? Tôi mắc mũ. Chắc nằm ở này rồi. Đánh kia không?
Rồi. Sồm nữa này. Ui sồm to này. Sồm to này mọi người. Anh xuống mò chỗ này nhé. Bắt con sồm đi, bắt con sồm đi. Ui sồm to này. Sồm to đấy mọi người. Cầm 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 đấy. Anh cứ bình tĩnh chứ. Đấy thấy. Không vừa đâu. Đây anh cầm cam, cầm cam. Ui quá dưới anh luôn. Đây, con gì? Ui chắc cô. Ui xài ơi. Mọi người ơi. Nó sục quá. Sướng chưa? To chưa mọi người? Ui bốn con trăm cụ rồi mọi người ạ. Ui phê chưa? Ấy. Sồi. Này. Đây lạn luôn. Đây một lạn luôn mọi người ạ. Cái này đánh kia. Có chép chuyện. Sao sao đầu bên kia đấy anh em. Ủa cá con gì bên đấy. Đấy hơi chậm sạp mọi người. Ui. Ấy con gì. Con đây. Rô phi to này. Thôi bỏ bỏ. Rô phi bắt cá to đi. Đây mọi người, anh em mình đánh một chốc này được từ đây còn cá chép này. Ui sồ. Ui chê với sò bé sướng chưa? Kia vẫn còn sò vào trong kìa. Úi, con sò bé này, thôi thả đi. Thả đi mọi người, đây. Bốn con chép to mới, còn hai con sò to mới. Đấy, sướng chưa? Clip này anh em mình xin kết thúc đây mọi người nhá. Em gửi clip tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá.